Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến hết tháng 2 năm 2019, tổng số nợ của Bảo hiểm xã hội phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng, có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất của các đơn vị đang gặp khó khăn. Một số đơn vị có ý thức chấp hành chưa tốt quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Số lượng đơn vị phá sản, giải thể, mất tích và chủ bỏ trốn còn cao. Một số đơn vị còn tìm cách đối phó, trốn tránh, chiếm dụng tiền đóng của người lao động sử dụng vào mục đích khác. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ, áp dụng cả giải pháp mạnh tay là đối với các trường hợp đơn vị cố tình trốn đóng, kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự hoặc hướng dẫn người lao động tố giác hành vi vi phạm trong việc đóng bảo hiểm với cơ quan công an để xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.